bắt nghi can đi dép đỏ, trèo ban công trộm 100 cây vàng ở quận 12. Ngày 31 tháng 1, Phạm Văn Nu bị phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp quận 12, công an Bình Dương bắt về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ toàn bộ tang vật. Trước đó, rạng sáng ngày 29 tháng 1, chủ tiệm Kim Hoàn phát hiện mất toàn bộ trang sức đã chuẩn bị bán ngày vía thần tài gồm 88 lượng 18K, 20 lượng 24K, tổng giá trị khoảng 4,5 tỷ đồng. Trích xuất camera, cảnh sát phát hiện kẻ trộm đã theo ban công tầng 1 vào tiệm vàng. Sau 2 ngày lần theo dấu vết tên trộm, cảnh sát xác định Phạm Văn Nu là thủ phạm, đang trốn ở Bình Dương nên bắt giữ.